tức là em ấy là ở Tây Ninh. Tây Ninh cũng là sát miền Tây đúng không ạ? Ở đây là do miền Tây, quê cô ở Long Xuyên, An Giang. Con từ Mỹ về đây du xô Hồ Văn Cường á, MC Hồ Văn Cường xanh mặt chuối á. Phân club luôn. Phân club luôn. Phân ngược đó, phân kính đó. Phân kính, phân kính. Hồ Văn Cường là ca sĩ mà bé bé mà hát đấy, mà con nuôi Phi Nhung đấy. Con nuôi Phi Nhung, Việt Nam Idol, chỉ cho 26 đó. Rất dễ thương. Bé dễ thương lắm, con cũng rất dễ thương lắm. Cảm ơn cô nhiều nha. Dễ thương lên như cháu của con gặp. Con gặp chị video này về nó quay. Video này về quay vui. 3537 Mãm ơi, chả nhớ tên nó là gì nhưng chả biết 3537. Ôi chị nhà luôn. 35 ạ. 3537 3537 Mãm ơi. Trời ơi vui quá. Vì gặp được hai cái thằng tối nay đi chơi mà anh hai. Ôi đẹp quá cô. Anh cho em đẹp xinh. Là cái chỗ à, quay đấy. À thế à? Và là các chị ở Việt Nam đang đưa em đi mày chơi. Mày đi theo nó, mày đi theo cái màu gì xanh xanh nữa. Ủa cái chai nước mình đâu mà có. Này cảnh đẹp không này Mai này. Này, này cảnh ngày đêm đẹp gì này. Lung linh, kiểu may quá có thằng bé được mấy kiểu ảnh đẹp. Nga lăng nhé. Nha. Này mình nhờ ai mình ngại đúng không? Nếu mà nói để còn tình nguyện viên. Cậu cái video. Rồi, bây giờ quay thôi mình đi quay vòng vòng mà tránh mây ha. Chào mọi người. Tôi đang ở quán tiệm cà phê Mỹ ơi. Đang trên đường đi du lịch ruộng bậc thang, xíu nhà ruộng bậc thang nha. Nhưng mà tới đây thấy mây rồi, nhân phẩm tốt rồi. Theo Hương đi ngắm mây nha. Nhân phẩm hôm nay tốt, thấy mây rồi mọi người ơi, cùng theo hôm nay mây đi mây thấy mây rồi anh à, lại gặp anh rồi. Chào mọi người nha, buổi sáng đi đâu anh? Thật là yên bình vui vẻ. Có chụp ảnh đi. À đâu, cô chỉ khoái quay video thôi. Quay video chút xíu à. Đây. Đây em vòng vòng qua đây nè. Đây là trắng này, để mấy bạn kiếm mấy bạn. À, mây rồi đó. Đây bồng lai tiên cảnh đấy mọi người nhá. Bồng lai tiên cảnh luôn, thấy mây rồi. Nhân phẩm tốt. Nhân phẩm tốt mãn nguyện rồi. đi xuống dưới đi chị. Đi xuống dưới. Và mình đi cái đoạn xuống dưới kia chị. Đó. Mọi người theo cô nhé, đi mình đi ngắm mây. Hôm nay trời nè, thời tiết rất nắng, đẹp. Nắng đẹp này. Nắng đẹp, nắng ấm. Mây xanh này. Nắng đẹp, mây xanh, bồng lai tiên cảnh. Thiên đường mây là đây nha mọi người. Hôm nay lại là một cô hương chuối. Hương chuối kia lóc nha cả nhà. Nhớ cho Hương một ngón tay đẹp nha. Đây. Đây mây. Quay thằng bé cho nó chụp hình kìa. Qua đây chút để nó chụp hình. Không có chụp cô. Cảm ơn. Hôm nay được làm người mẫu rồi chứ. Chắc chụp rồi. Đây cô đi chơi mà được mọi người chụp hộ đầu chụp tặng cho vài bức ạ. Đây là cô là MC cùng của ca sĩ Hồ Văn Cường nghe không? À, biết ca sĩ Hồ Văn Cường không? Cô giúp lũ ạ. Hả? Hãy giới thiệu kênh YouTube cho mấy bạn biết. Kênh YouTube của cô là Hương Chuối nha, Hương Chuối. Nhìn cô biết là cây chuối rồi. Nhìn cô biết là cây chuối rồi. Hôm nay cô làm người mẫu luôn á. Cho các con đó. Đẹp. Rồi cảm ơn con. Hôm nay mây đẹp, mình nhân phẩm tốt mình mới thấy mây đó. Lên có cô đấy. Những người mà lên đây và khoảng 10 lần thì để được thấy những cái cảnh đẹp như này thì chỉ có khoảng vài 1-2 lần thôi mọi đấy, người ạ. Các con từ Hà Nội hả? Vâng ạ. Cô mới ở Hà Nội về. Cô ở Sài Gòn ra mà Hà Nội qua đây. Nhưng mà cô thì là cô ở Việt Kiều mua về. San Jose, Cali. Từ Mỹ cô bay về coi show của bé Hồ Văn Cường đó. Cô rất là đam mê. Cô không có chữ ký ạ? Hả, cô có chữ ký. Cô không thích là đem cả em về nhà bên anh để anh khỏi chờ cho những bức
Về đây cô mới được nghe nhạc trẻ hay quá lên nghe đó. Tâm hồn nó trẻ ra. Ở trong lòng nó trẻ, chung mới đi chơi với các em trẻ, các bạn trẻ. Đây hai mẹ con đây, con thì chụp hình này thì còn chị Hương thì là đang một mình một góc. Mình là hướng dẫn viên. Mà sống lưng rồi mỏng cá heo cây cô đơn. Vâng. Hôm nay chuẩn bị đi Xím Vàng ạ. Đi Xím Vàng. Vâng. Mấy em này chở nè, hướng dẫn du lịch chở xe máy luôn. Rồi cái một anh thợ chụp ảnh với cái đó đó, rồi mình mướn ảnh theo mình đây bên hôm chị theo có cái đoàn mấy em ở đâu có người liên lạc em nhờ chú nha. Ok em muốn vô đây chụp hình, em cứ vô đi đi cô sang góc bên này đi đó. Đấy ui góc này cũng đẹp lắm cô ạ chị. Đây góc này ha. Vâng đây quá đẹp đây này, mọi người nhìn này, ui rồi, ui rồi ôi mọi người ơi, mọi người ơi, mây và núi, mây và núi sáng, bài hát mây và núi, đẹp quá, mây vẫn lang thang gì, mây vẫn còn vô, đây em quay cảnh nhé, ui đẹp rồi, ui rồi, mây đó đang mây đang bay bồng bềnh, hồi sáng bài gì? Mây lang thang à? Không phải bài mây về núi sáng chị mới viết à. Mây ơi sao gì còn mà mây còn rong chơi gì đó. Đây mây đây người rong chơi đây. Mây rong chơi gì núi gì ngạo du gì chơi gì tự nhiên quên mất tiêu rồi. Quá đẹp luôn ạ. Kìa nhìn ngang bên đó có cái resort bên này đó mấy nhà. Đây là mấy cái uống cà phê thôi chị. Đây hả? Ok chụp hình đây đi mà em cứ quay đi cho nó chụp hình cho nó đủ đêm, hơn nhiều cả 10 phút cái đại cảnh này đẹp mà. Em cứ quay chị làm người mẫu cho nó. Đứng đây quay em. Đây chị ơi nhìn nè. Mang cái giỏ này luôn hay cắt cái giỏ đi. Ui. Lâu lắm. Lâu lắm nó mới như này chị. Vâng. Đây là đầu mùa như thế này là cái này là cái vụ đầu tiên đấy. Để mà đẹp như này chị. Đúng là không uổng lên ta xua. Đây tí em quay cho chị cứ yên tâm, tí em sẽ xếp âm cho chị, quay cho chị. Đây bạn thợ ảnh đang chuẩn bị chụp cho chị Hương đẹp gái xinh gái nhà mình đây. Đây. Đây các du khách tại Mỹ cà phê mọi người nhé. Đó. Một tay cầm rồi tay bên kia đổi tay rồi, ok một tay đổi nhau rồi, ok đó để đi chung với nhau. Chào cả nhà mình nghe, chào mọi người. Hôm chúc buổi tối mọi người vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân ha. Hôm nay buổi tối Hương đang ở Hà Nội ạ. Có cậu Hà Nội lội bộ ra cái đi bộ Hồ Gươm. Đi xuống Hồ Gươm nè. Đi đây nó đẹp, cảnh hồ buổi tối rồi chiều Hương quay Hương live stream ở cái hồ này buổi chiều mà nó tắm nhẹ hồ cho nước mà có hơi được mát.
em thấy ghế đâu mà đây được. Mát mẻ ha, Hồ Gươm Hà Nội. Ở đây được. Mùa thu Hà Nội đó. Hay quá nhỉ, hay quá. Gặp Hà Nội đấy. Hà Nội. Cây này nó xả xuống đẹp không này? Đẹp đẹp. Cái cây này chiều mấy cái cây ta này đẹp lắm rồi. Nhớ phải đóng tiền phòng luôn nhá. Thôi tí mẹ em đóng cho em. À dạ, không dạ, dạ phòng. Dạ, không tiền đưa cho chị 600. Đây đây không dạng phòng thôi nhau. Thôi. Em đóng cho. Thôi chị ơi. Đang nay em phải về đang đấy. Ừ. Em này là em mới gọi xe. Và đến đây em phải về. Không, bắt bắt đây là mình cưới đi. Mọi người đi tối đi bộ rất là vui á. Bao nhiêu người ơi? Lên chào ông ta hỏi đi. Chào mọi người. Chào người, giới thiệu cho mọi người biết đi. Đang giới thiệu cho mọi người biết là Hồ Gươm buổi tối này đẹp không này. Đi cả đoàn chuối. Đấy. Đó. Đó đẹp là chào đó. Đẹp luôn. Đúng. Đẹp luôn. Ảnh thế này nhá. Cái bóng này này. Nhìn trong này nè, nhìn cái bên này, nhìn trong này nó bóng xuống đẹp nè. Ờ đây, hồ ra buổi tối. Người ta đi chơi đông lúc như về đêm vui quá ha. Hồ Gươm Hà Nội. Đi ở Hà Nội em cứ đi chơi đêm nhé. Người ta đi đến 1-2 giờ khuya để ta về đấy. Tối nay dắt mày đi 1-2 giờ đêm về mai. Đó. Đêm được mai. Thôi được, ở lại đến đây đến mai đi mai. Đó. Mai về đi. Sáng mai đi chơi tiếp. Sáng chơi tiếp cháu chị tối nó. Ở lại đây đi luôn mẹ anh mẹ em. Ở lại đây đi luôn. Mấy người đẹp ghê, đẹp ghê, buổi đẹp chưa? Nhìn nhìn thấy cái bóng nhìn buổi tối bóng đẹp quá. Đẹp quá. À, cái gì nhỉ? Em quên. Cho người khác truy cập đến thế nào tự nhiên. Là vô bóp lấy đó hả? Vô bóp lấy cái chế độ công cộng đó hả? Là đi chơi tự giờ mày vô gì uống nước đi cho nó khải thác nước này. Yeah, yeah. Này. Nước nước kia đây chỉ cần nữa. Uống nước đi không đi bộ nó khăn nữa. Đây này, quay sang đây này. Này, em ơi, nhìn đẹp không? Đẹp, đẹp quá. Cảnh. Đấy, quay tháp rùa đẹp không này? Màu vàng vàng này. Ồ, tháp rùa kìa. Ừ, đấy, màu vàng vàng đấy. chưa hả? Có chụp đâu. Quay thôi. Làm ơn thì quay hộ. Chị về đây.